cảm nhận từ từ tình yêu đang dâng trào trong hai người, và chắc chắn khoảnh khắc này sẽ còn mãi. Thưa quý vị, và ngay bây giờ, sợi chỉ hồng không say mà vướng, chén rượu nồng chưa uống đã say. Hôm nay đôi bạn nên dâng chồng vợ chiếc nhẫn trao tay là ngàn ngày đã nhớ. Hãy trao cho nhau kỷ vật của cuộc đời mình để suốt cuộc đời này không bao giờ rời xa nhau. Xin mời cô dâu chú rể hãy cùng trao chiếc cưới. Xin quý vị và chào mừng tất cả mọi người đã đến để chúc mừng cho cô dâu chú rể ạ. Chú rể anh tài cùng nhau chung bài đẹp say ngày mai. Chúc mừng hạnh phúc đôi tân lang tân gia nhân tuyệt vời. Ảnh và quay camera để ghi lại khoảnh khắc này. Hãy một lần nữa quay mặt vào nhau và đứng sát nhau hơn ạ. Xin mời cô dâu để tay vào eo chú rể và chú rể để vào tay vào eo cô dâu. Chúng ta biết điều gì bây giờ cô dâu chú rể sẽ dành cho nhau không ạ? Các bạn hãy nhớ nhé các bạn.